toàn cảnh quốc tế ngày 13 tháng 9. Nga tuyên bố phản công ở Kursk, Tổng thống Zelensky nói đã đoán trước được. Ông Vance nói kế hoạch hòa bình của ông Trump có thể bao gồm khu phi quân sự giữa Nga và Ukraine. Ông Trump nói sẽ không tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai với bà Harris. Nikkei Asia cho biết tàu chiến Đức chuẩn bị đi qua eo biển Đài Loan. Mỹ trừng phạt 16 quan chức Venezuela có liên quan tới ông Maduro. WHO tiến hành đợt sơ tán y tế lớn nhất tại giải Gaza. Thủ tướng Israel nói thế giới phải gây áp lực với Hamas về thỏa thuận ở Gaza. Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế thứ 6 ngày 13 tháng 9 của Đại Từ Nguyên. Sau đây là nội dung bản tin. Ngày 12 tháng 9, quân đội Nga thông báo giành lại 10 ngôi làng từ Tây Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk trong hai ngày. Phía Nga cũng tuyên bố đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine gần hai ngôi làng khác trong khu vực. Thông báo của quân đội Nga có đoạn, hoạt động trinh sát và tìm kiếm vẫn được duy trì ở nhiều khu rừng để loại bỏ các nhóm thám báo đối phương đang cố xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 9 cho biết, các lực lượng Ukraine đã đoán trước được cuộc phản công của Nga ở khu vực Kursk. Ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kyiv với Tổng thống Litva Gitanas Naudesa, người Nga đã bắt đầu các hành động phản công. Nó diễn ra theo kế hoạch của Ukraine chúng tôi. Tổng thống Zelensky lặp lại những tuyên bố trước đó rằng Ukraine cũng nhận thấy sự tăng cường lực lượng dọc biên giới với Belarus, đồng minh chính của Nga trong cuộc chiến toàn diện với Ukraine. Ông nói, chúng tôi đã thấy điều đó từ lâu. Quá trình này đã được kiểm soát. Ngày 6 tháng 8, Ukraine đột kích vào tỉnh Kurs, miền tây nước Nga. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr cho biết mục tiêu của chiến dịch là ngăn Nga sử dụng tỉnh Kurs làm bàn đạp để phát động những cuộc tấn công mới, tạo vùng đệm an ninh, bắt tù binh, nâng cao sĩ khí của quân nhân Ukraine và phân tán lực lượng Nga ở các mặt trận khác. Cuối tháng 8. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát 100 khu dân cư với diện tích gần 1.300 km vuông và bắt gần 600 quân nhân Nga. Quân đội Ukraine đã huy động những đơn vị tinh nhuệ nhất cho chiến dịch. Tuy nhiên, hoạt động này dường như đã chững lại sau hơn một tháng. Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng Hòa James David Vance cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Ryan vào ngày 12 tháng 9 rằng kế hoạch của ông Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine có thể bao gồm việc thành lập một khu phi quân sự đặc biệt giữa Ukraine và Nga cùng với các thỏa thuận khác. Theo ông Vance, cựu Tổng thống Trump có thể đưa Nga, Ukraine và châu Âu vào bàn đàm phán để tìm hiểu xem một giải pháp hòa bình sẽ như thế nào. Ông Vance nói rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh có thể bao gồm việc thiết lập cái gọi là khu phi quân sự giữa Ukraine và Nga, có lẽ giống như đường phân giới hiện tại giữa các nước. Ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa cho biết thêm rằng, Ukraine sẽ giữ được chủ quyền của mình, nhưng đồng thời sẽ phải bảo đảm với Nga rằng nước này sẽ không gia nhập NATO hoặc bất kỳ tổ chức đồng minh nào khác. Trong cuộc phỏng vấn, ông Vance cũng khẳng định rằng đáng lẽ Nga không nên tấn công Ukraine, nhưng Ukraine cũng có nhiều vấn đề tham nhũng. Ông Vance nói thêm, nhiều cuộc chiến bắt đầu vì cuộc chiến giành tài nguyên, và theo ông, Ukraine là một quốc gia rất giàu tài nguyên. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 12 tháng 9 cho biết, ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ ba, đáp lại lời kêu gọi từ nhóm của Phó Tổng thống Kamala Harris. Sẽ không có cuộc tranh luận thứ ba, ông viết hoa toàn bộ trên mạng xã hội Truth sở, sau khi cựu Tổng thống Trump đã tham gia hai cuộc tranh luận là với ông Joe Biden vào tháng 6 và cuộc tranh luận với bà Harris vào đầu tuần này. Sau khi chiến dịch của bà Harris gợi ý một cuộc tranh luận khác ông Trump dùng phép ẩn dụ ví phó tổng thống với một võ sĩ quyền Anh hoặc một võ sĩ UFC thua một trận. Ông viết, khi một vận động viên thua trận, lời đầu tiên thốt ra từ miệng người này là tôi muốn một trận tái đấu. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã bày tỏ vui mừng trước màn thể hiện của bà, trong khi chiến dịch của ông Trump cũng tự tin ông đã làm tốt. Hai tàu chiến Đức sẽ đi qua eo biển Đài Loan trong vài ngày tới. Các nguồn tin nói với Nikkei Asia khi Berlin có nguy cơ chọc giận Bắc Kinh bằng một động thái mà họ đã không thực hiện trong hơn hai thập niên. Những hành động bành trướng của Trung Quốc trong những năm gần đây đã thúc đẩy các cường quốc phương Tây khẳng định sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để bảo vệ các đồng minh và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Các tàu Mỹ, Pháp, Anh và tàu của các đồng minh khác đã đi qua eo biển Đài Loan trong các cuộc tập trận tự do hàng hải. Tuy nhiên, lực lượng Đức đã không làm như vậy kể từ năm 2002. Berlin nói rằng, đợt triển khai hiện tại tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là quan trọng nhất trong năm nay. Đội ngũ này của Đức lớn hơn lần cuối cùng được cử đến khu vực này vào năm 2021. Ông Stefan Bayer, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Đức cho biết, Hải quân Đức đang đóng góp rõ ràng vào việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, như được nhấn mạnh trong hướng dẫn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bằng cách đi qua eo biển Đài Loan. Các nguồn tin nói với Nikkei rằng, khởi hành từ Wingame 7 vào tháng 5, tàu khu trục Baden-Württemberg và tàu tiếp tế Frankfurt am Main dự kiến sẽ đi qua eo biển này trên đường tới Jakarta vào khoảng giữa tháng 9. Bộ Quốc phòng Đức nói với Nikkei rằng họ chưa đưa ra thông báo nào. Phó Đô đốc Axel chỉ huy đội tàu số 2 của Hải quân Đức, nói với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 20 tháng 8. Chúng tôi không thể chỉ nói xuông để giúp duy trì trật tự thế giới. Ông cho biết thêm rằng Đức sẽ thể hiện tình đoàn kết với các đối tác bằng cách có mặt trên thực địa. Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã phản ứng mạnh mẽ trước câu hỏi về khả năng tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan. Vào tháng 6, tàu khu trục HMLMS Chom của Hà Lan đã bị hai chiến đấu cơ của Trung Quốc theo dõi khi đi qua eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Hà Lan sau đó gọi động thái của Trung Quốc là có khả năng không an toàn. Các nhà phân tích cho biết, đội quân Đức có thể sẽ phải đối mặt với phản ứng tương tự. Ông Sonsen Giám đốc Viện Chính sách Công Toàn cầu ở Berlin cho biết, tàu khu trục nhỏ của Đức có thể gặp phải điều gì đó tương tự như tàu khu trục của Hà Lan bị chiến đấu cơ Trung Quốc quấy rối phần nào khi đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 6. Nhưng tôi sẽ không gọi đó là một cuộc đối đầu quân sự toàn diện. Ở mức độ thể hiện sự không hài lòng của Bắc Kinh, đó chỉ là một điều gì đó khá nhỏ nhặt. Tin tức về khả năng tàu chiến Đức đi qua eo biển Đài Loan được Đài Bắc hoan nghênh. Ông Hung Rui một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc gia Đài Loan cho biết, hành động này có thể được coi là một thông điệp ngoại giao và một biện pháp đối phó với những nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm khẳng định quyền kiểm soát eo biển. Nó sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc rằng hòa bình và ổn định trong khu vực là rất quan trọng đối với các nước châu Âu. Nhưng ông Hung cảnh báo. Trung Quốc sẽ tiếp tục gây áp lực ngoại giao lên Berlin để ngăn chặn tàu chiến thực hiện động thái đó. Tuy nhiên, ông Benner nói rằng Berlin không nên lo lắng về sự trả đũa của Trung Quốc. Chuyên gia Benner nhận định, hầu hết các đồng minh chủ chốt của Đức đều đã đi qua eo biển Đài Loan. Điều này củng cố suy nghĩ rằng chỉ vì Đức cũng thực hiện những gì là bình thường đối với các đồng minh của mình thì Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ cho Nga. Ông nói thêm, Thật kỳ lạ khi tin rằng chỉ vì Đức nhượng bộ trước áp lực của Bắc Kinh và quyết định không đi qua eo biển Đài Loan, Bắc Kinh sẽ hợp tác hơn trong vấn đề Nga-Ukraine. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, biên tập viên Phương Anh sẽ gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý khác. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 12 tháng 9 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 16 đồng minh của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để đáp trả hành vi gian lận cử tri tràn lan trong cuộc bầu cử ở nước này hồi tháng 7 và việc chính phủ của ông đàn áp phe đối lập. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Edmundo González phải trốn sang Tây Ban Nha sau khi chính phủ của ông Maduro ban hành lệnh bắt giữ lãnh đạo phe đối lập. Ông González là người được Mỹ và nhiều nước khác công nhận giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Trong số những người bị Mỹ trừng phạt, có Chủ tịch Tòa án tối cao Carislia Rodriguez, Giám đốc Hội đồng bầu cử Rosa Baguil, và Phó Chủ tịch Quốc hội Pedro Infante. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington cũng đang áp đặt các hạn chế về thị thực đối với một số quan chức có liên quan tới Maduro. Tuy nhiên, Washington không công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng quan trọng của Venezuela, vốn đang chịu áp lực nặng nề từ Mỹ. Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong một tuyên bố, Hoa Kỳ đang có hành động quyết đoán chống lại Maduro và các đại diện của ông ta vì đã đàn áp người dân Venezuela và phủ nhận quyền công dân của họ, được có một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngày 12 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã cùng các đối tác sơ tán 97 bệnh nhân ốm đau và bị thương nặng khỏi giải Gaza, đưa họ tới thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE để chăm sóc đặc biệt. Các bệnh nhân trong đó có 45 trẻ em mắc nhiều căn bệnh như ung thư, chấn thương nghiêm trọng và nhiều thương tích khác. Những bệnh nhân này nằm trong hơn 10.000 người mà WHO ước tính cần được sơ tán y tế khẩn cấp khỏi giải Gaza. Nhóm bệnh nhân cùng 155 người đi kèm được tập trung từ 4 địa điểm khắp giải Gaza đến một bệnh viện ở trung tâm khu vực, sau đó đi máy bay đến Abu Dhabi. WHO cho biết giải cứu những người ở khu vực phía Bắc Gaza đặc biệt phức tạp vì nơi này khó tiếp cận. Theo cơ quan y tế Gaza, gần 41.200 người đã thiệt mạng và hơn 95.000 người bị thương ở giải đất sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công từ tháng 10 năm 2023 để trả đũa Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12 tháng 9 cho biết cần gây áp lực nhiều hơn nữa để Hamas chấp nhận đề xuất mới về thỏa thuận Gaza sau khi nhóm chiến binh Palestine cho biết họ chỉ sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn mà không có điều kiện mới. Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, người đứng đầu CIA, ông William Burns cho biết vào cuối tuần trước rằng một đề xuất ngừng bắn chi tiết hơn sẽ được đưa ra trong vòng vài ngày tới. Hôm thứ tư, nhóm đàm phán của Hamas đã gặp các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập tại Doha và nhắc lại sự sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức với Israel ở Gaza dựa trên đề xuất trước đó của Hoa Kỳ mà không có điều kiện mới từ bất kỳ bên nào. Phản ứng về tuyên bố của Hamas, thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Hamas đang cố gắng che giấu sự thật rằng họ tiếp tục phản đối thỏa thuận và đang cản trở nó. Ông cho biết Israel đã chấp nhận đề xuất gần đây nhất, trong khi Hamas bác bỏ nó và thậm chí còn sát hại 6 con tin của Israel. Nhà lãnh đạo chính quyền Theo Aviv nhấn mạnh, thế giới phải yêu cầu Hamas trả tự do cho các con tin của Israel ngay lập tức. Cho đến nay, các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến, mà thay vào đó họ đổ lỗi cho đối phương về việc cản trở thỏa thuận. Các vấn đề còn tồn tại bao gồm việc kiểm soát hành lang Philadelphia, một giải đất hẹp ở biên giới Gaza với Ai Cập, cũng như việc thả một số tù nhân Palestine đã bị kết án về tội bạo lực chết người. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của Đại Quỷ Nguyên đến đây xin được tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.